Chào các bạn đến với sửa lo Thanh Cao. Thì một ngày cũng nay là một ngày cũng là đẹp trời nha các bạn. Khách từ sáng giờ chốt lo quá trời luôn. Do cái mẫu mới này là mẫu 5 tấc mới này mình mới ra trên thị trường đó, rất là nhiều khách là ủng hộ bên sản phẩm bên công ty của mình. Lý do là nó chuyển đổi mới hết nha các bạn. Thì mình sử dụng cái công suất của 5 tấc đôi, mà mình đi làm cái lo 5 tấc đơn thì âm thanh nó là phải lớn phải hay rồi nha các bạn. Thì cái mẫu lo này là được ông anh ở Khánh Hòa, anh đặt hàng. Do cái mẫu này nha các bạn, do mẫu này nó đặc biệt khác hết người ta. Mẫu này là ưu tiên sử dụng cho những người mà đi cho thuê nha các bạn, cho thuê lo kéo. Thì anh ở Khánh Hòa này ảnh cũng đi cho thuê lo kéo, ảnh sử dụng rất là nhiều sản phẩm lo kéo rồi, nên ảnh mới gọi mình tư vấn thì cũng nghe ý của những người đi cho thuê luôn nha các bạn. Đây mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng ha. Cái nút mod này đó là chuyển đổi chế độ cổng vô để mình hát ha. Đây mình bấm nè, chữ out nè ha, chữ out có nghĩa là mình xài dây, xài cổng dây. Input nè, input là xài cổng dây 3 ly bông sen, hai đầu bông sen mình ghim vô đây, màu trắng ghim trắng, đỏ ghim đỏ. Rồi cái đầu còn lại là ghim vô điện thoại hoặc ghim vô tivi nha các bạn. Đó, đầu bông sen thì mình phải bấm đây, chọn là chữ out. Rồi tiếp tục. Mình cái này là hát radio, nó nổi số 87875 nè. Là cái này là để hát radio. Bấm cái nữa là nó nổi chữ blue nha các bạn. Chữ blue là Bluetooth á. À, cái nút ngay này nó chớp chớp ngang ngón tay mình, nó chớp chớp là nó chưa kết nối với thiết bị nào hết. Chừng nào mình kết nối với một cái thiết bị nào rồi thì nó ngưng đèn chớp nha. Rồi cái thứ hai nữa, này là volume lớn nhỏ. Thì các bạn nào đã xài qua lo kéo đã biết rồi đó, nút này là volume lớn nhỏ. Cái nút này là nút chép, nút này nút bass, có nghĩa là ba nút này chỉnh cho nhạc, tiếng nhạc lớn, tiếng chép, tiếng bass. Rồi cái nút thứ tư này á là nút guitar của cái đàn guitar. Nút này á là của Miro, nút này là Miro nha các bạn. Còn cái nút này á là nút mic chép, tiếng chép nhiều ít á là do cái nút này, chép của Miro nha. Mà mình chỉnh chép Miro lớn quá là nó bị hú nha các bạn. Cái này là mic bass, ba cái này là echo nè, ba cái này mình chỉnh echo. Cái này là mình đang chỉnh hướng 12 giờ là hát được, 12 giờ hoặc 3 giờ là hát được ha. Ba nút này echo nặng nhẹ là do ba nút này nha. Ba nút này mình chỉnh lộn một nút là hát nặng ca. Rồi vậy thôi. Và đặc biệt cái nút này nè, mình nhấn nút này vô nè, nhấn vô cái khi mà mở nhạc lên á, mình alo cái là mất tiếng nhạc, là do nó nút này mình nhấn thụt vô nha. Mình phải nhấn nó thòi ra là nó tắt chế độ là ưu tiên micro nha. Rồi cái này là cái lỗ sạc điện, ghim điện vô để sạc cái bình hoặc là xài trực tiếp. Cái lo này nó hai tính năng, vừa xài bình vừa sạc tiếp. Đặc biệt lo này mình sử dụng bình 20A, hát được từ 3 đến 4 tiếng nha. Rồi cái lo của mình khác với lo người ta chỗ này, mình hôm nay bán mới chạy nha các bạn. Đây là cái cổng kết nối giữa cái một cái lo kéo, lo trụ chính của mình với một cái lo sân khấu khác. Và cái cọng dây này là 150 nha các bạn, 150.000. Thì các bạn có mua thì mình bán cho các bạn là cọng dây này là 150.000 kèm theo khi mà mình đấu vô đây. Đây đấu thì mình chỉ dặn qua kịch là xong rồi hát. Còn cái đầu này là mình gắn vô cái lo, mình sẽ quay cho các bạn. Đây là cái lo sân khấu rồi nha. Đây là cái lo sân khấu 4 tấc. Các bạn ở nhà mà có lo rồi các bạn đừng có bỏ nó uổng lắm nha. Bỏ nó uổng, nó phí lắm. Bây giờ mình sẽ đấu vô. Đây. Đấu vô hát luôn. Đấu vô phải đúng cộng trừ nha. Mình đấu mình phải đúng cộng trừ âm thanh nó ra mới hay. Còn hả mà nếu mà đấu lộn pha thì âm thanh nó chớ quá à. Phải đấu phải đúng cộng trừ. Đó. Đóng phải đúng cộng trời. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kết nối từ cái lo kéo với cái tivi luôn nha. Đây là cái tivi Android mang thương hiệu TCL. Thì mình vô một cài đặt ở trên nha các bạn. Mình coi mình chỉ nè. Rồi, lên nè. Rồi vô một cài đặt nè. Cài đặt có hình răng cưa để chữ cài đặt đó. Rồi bấm OK. Rồi, bắt đầu mình bấm xuống điều khiển từ xa và phụ kiện, bấm OK.
Rồi mình bấm thêm phụ kiện nha các bạn. Rồi nó nói chữ cái loa mình để chữ bờ rò audio nè, mình sẽ bấm kết nối với nó nè. Đó, mình sẽ bấm ghép nối với nó. Ghép nối. Rồi nó kết nối xong rồi, nó để đã kết nối thiết bị rồi đó. Bắt đầu mình trở về màn hình chính để mình hát nha. Dạ, kết nối xong rồi đó. Cái loa này nó có 3 màu nha các bạn. Mặt lưới có 3 màu, màu đen, màu xám và màu vàng. Thì các bạn chọn cái mẫu màu nào á thì các bạn nói mình sẽ bán cho các bạn mẫu đó nha các bạn. Mình đã test nhạc xong rồi, để mình đóng gói mình gửi cho ông anh mình ở Khánh Hòa nha các bạn. Thì từ đây mình gửi Khánh Hòa khoảng 3 ngày hoặc 4 ngày tới, thì các bạn không có tốn tiền ship, tiền chi phí gì hết nha. Các bạn đi ra tới ngoại cái gì chỉ cần trả tiền hàng cho mình thôi. Hiện tại cái loa 5 tắc đơn này nè, 5 tắc đơn nè, nếu mà cái cấu hình này á là ở ngoài siêu thị á, nó bán là tới 8 triệu rưỡi 5 tắc đơn nha các bạn. Mình đặc biệt mình hỗ trợ cho khách hàng là 2 triệu, do mình chỗ mình sản xuất á, không có tốn chi phí tiền trung gian nghe. Mình sản xuất ra mình bán cho khách hàng là 6 triệu rưỡi đó, 6 triệu rưỡi tới nhà chỉ cần trả 6 triệu rưỡi thôi. Thì còn cái lo này á, là lo cũ khách hàng mình thu lại 2 triệu, mình để lại cho ông anh mình là 2 triệu luôn. Thì tổng cộng cái combo này là có 8 triệu rưỡi thôi, thì đem giao hàng tận nơi mới lấy tiền chứ không có tốn tiền ship nha. Đặc biệt cái lo này á, mình bảo hành 1 năm. Các bạn cho thuê lo kéo thì nên đặt sản phẩm bên công ty của mình thì chế độ bảo hành là tốt nhất nha các bạn. Rồi, các bạn thấy video hay á, các bạn bấm đăng ký kênh và chia sẻ kênh giùm nha.
Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video vừa qua. Cảm ơn đại ca ở Khánh Hòa đã ủng hộ em một sản phẩm lo kéo để về cho thuê.